Thưa quý khán giả, Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre với số tiền 510 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của nhà máy trong thời hạn 7 tháng rưỡi để khắc phục vi phạm. Dự án nhà máy xử lý rác thải Bến Tre cho công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre làm chủ đầu tư xây dựng mới trên diện tích 3,8 hecta tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành có tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, công suất thiết kế 200 tấn rác thải một ngày. Qua 6 năm triển khai xây dựng, 4 lần thức hứa xin gia hạn. Nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng nhà máy xử lý rác hoàn chỉnh. Hiện, dự án nhà máy xử lý rác thải Bến Tre còn nhiều hạng mục gian dở chưa được hoàn thiện. Hàng trăm tấn rác thải được tập kết về nhà máy rác mỗi ngày chưa được xử lý triệt để, tồn động lượng lớn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.